Có chuyện gì vậy? Thơ, tại sao em lại ở trên đấy? Trời ơi, sao dưới sân nhà toàn là dung nham thế này? Oh no. Em bình tĩnh nhá, đợi chị một tí xíu, chị sẽ tới cứu em ngay. Trời ơi, nóng quá, dung nham nóng quá. Nhưng mà không được, chị phải cứu Thợ, Thợ nằm đấy sẽ rất là nguy hiểm. Nóng quá đi thôi. Nóng quá, như thế này thì không được. Không được rồi, chân của mình nóng quá. Mình phải nghĩ cách khác mới được. Không được. À, đây. Mình sẽ dùng tấm ván này. Đỡ nóng hơn rồi. Chị sẽ cứu được em. Nóng quá. Nguy hiểm quá đi. Được rồi. Nhưng mà tại sao ở đây lại có thêm một con đường nữa nhỉ? Thôi kệ, chị phải cứu Thuận trước đã. Chị sắp tới nơi rồi. Em đợi chị thêm một tí nữa thôi. Chị còn một nửa đoạn đường nữa. Bậc này rất là nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Chị tới rồi em à. Nhưng mà ở đây nóng quá. Càng lúc chị càng cảm thấy nóng. Xin tay chị bế đi nào. Em sợ nóng à? Cố lên, chị bế em một lúc là hết. Không được rồi. Nếu mà chị bế em như thế này thì chị không thể nào cầm tấm ván. Phải làm sao đây ta? Đoạn đường còn rất là dài luôn. À, kia rồi. Chị đã nghĩ ra cách. Em ở đây, đợi chị một lúc nhá. Chị sẽ lại cứu em ngay. Đợi chị một lúc nhá. Sợ quá. Em đừng lo lắng nhá, sẽ nhanh thôi. Nóng quá. Tại sao chỗ này nóng thế nhỉ? Thật là nguy hiểm quá. Không được rồi, mình phải tiến lên một tí xíu nữa. Chỉ là mơ thôi. Nhưng mà
Tại sao lại nóng thế này nhỉ? Trời ơi, dung nham, quá trời dung nham. Thôi, tại sao em vẫn ở trên đấy? Đừng sợ, chị đến cứu em ngay đây. Nóng quá. Lần này chắc chắn chị sẽ cứu được em. Đúng rồi, đường này. Chỗ này rất là nguy hiểm luôn. Nhưng em đừng lo, vì thuận thì chị sẽ vượt qua tất cả. Đường này rất là nguy hiểm. Rồi, chị tới nơi rồi. Em chịu khó vào trong đây nhá. Chị sẽ đưa em về. Nóng rồi, em sợ nóng rồi. Cố lên, không sợ, đừng sợ hãi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đừng sợ. Em ngồi im nhá, không là sẽ té đấy. Ô, sợ quá. Đoạn này rất là nguy hiểm. Đến đây rồi, sắp đến rồi. Chỉ còn 3 bước nữa thôi. Thuận nặng làm chị chao đảo luôn. Rồi, thoát được rồi. Thoát được rồi.
Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, có chị ở đây. Thôi bây giờ hai chị em mình phải làm sao đây nhỉ? Sợ quá ha. Chị đã nghĩ ra một cách rồi. Hay là thế này, chị sẽ giải thoát cho em trước, sau đó em đi tìm người và giải thoát cho chị nhá. Đây là ban công lầu 2, nếu mà rớt xuống thì chắc cũng sẽ không sao đâu. Cho nên khi em xuống tới nơi an toàn thì phải đi tìm người cứu chị nhá.